Chào các em, tiếp tục dọc trước, dọc hôm nay chúng ta đến với bài học số 8 của học phần toán học rời rạc. Đây là bài học đầu tiên của chương thứ 3, bài học về các khái niệm mô hình dữ liệu đồ thị. Nội dung của bài học gồm hai nội dung chính, nội dung thứ nhất là các khái niệm về đồ thị, nội dung thứ hai là các phương pháp biểu diễn đồ thị. Trong đó, dọc ngày hôm nay chúng ta tập trung vào nội dung thứ nhất, đó là các khái niệm về đồ thị. Có thể nói, Lý thuyết đồ thị là một ngành khoa học có lịch sử phát triển khá sớm nhưng lại có nhiều ứng dụng hiện đại. Mà cho đến ngày hôm nay đã có rất nhiều các sản phẩm ứng dụng có hữu ích đã sử dụng cái mô hình dưỡng liệu đồ thị này. Những ý tưởng cơ bản của nó được đưa ra từ thế kỷ thứ 18 bởi nhà toán học thụy sĩ có tên là Leonhard Euler. Ông đã dùng đồ thị để giải quyết bài toán 7 chiếc cầu Colibert nổi tiếng. Đồ thị cũng được dùng để giải quyết nhiều bài toán trong các lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn như là việc xác định xem việc thực hiện một mạch điện trên một bảng điện phẳng Hay trong lĩnh vực hóa học, người ta cần phân biệt hai hợp chất hóa học có cùng công thức phân tử nhưng có cấu trúc khác nhau. Hay như là trong lĩnh vực truyền thông, cần xác định xem hai máy tính có kết nối với nhau được bằng đường truyền thông hay không. Hay như là trong lĩnh vực giao thông, người ta cần tìm đường đi ngắn nhất giữa hai thành phố hay là hai địa điểm trên một cái mạng lưới giao thông. Và hiện nay cũng đã có một cái sản, một số sản phẩm phần mềm hỗ trợ cho cái việc này. Chẳng hạn như là Google Maps tìm đường đi ngắn nhất. Hay như bài toán lập lịch. Bài toán lập lịch thi, phân chia kênh cho các đài truyền hình. Trên đây là một số lĩnh vực đã ứng dụng mô hình dữ liệu đồ thị để giải quyết tìm lời giải cho bài toán đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Vậy đồ thị là gì? Đồ thị, chúng ta có thể hiểu đó là một cái cấu trúc rời rạc gồm có hai cái thành phần. Thành phần thứ nhất là tập đỉnh, thành phần thứ hai là tập cạnh. Tập đỉnh ở đây nó chính là tập hợp các cái đối tượng hay là tập hợp các cái trạng thái mà chúng ta cần quan tâm để giải, tìm lời giải cho bài toán. Đó. Ví dụ như cái bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên một cái giữa hai địa điểm trên một cái mạng lưới giao thông. Thế thì các cái đỉnh của đồ thị đây chính là các địa điểm và tập cạnh ở đây chính là các đoạn đường nối giữa các địa điểm với nhau đó. Hay nói một cách rộng hơn thì tập đỉnh ở đây chính là tập các cái đối tượng hay là tập các cái trạng thái và tập cạnh ở đây là thể hiện các cái mối quan hệ giữa các đối tượng hay là mối quan hệ giữa các trạng thái với nhau. Nó thể hiện bằng các cái mối quan hệ. Trong trường hợp nếu như chúng ta có phân biệt chiều đến và chiều đi cho mỗi một cạnh trên đồ thị thì ta gọi đấy là cung. Và đồ thị tương ứng với nó ta gọi là đồ thị có hướng. Còn trong trường hợp mà không phân biệt chiều đến và chiều đi thì ta gọi là cạnh. Và đồ thị có các cạnh như vậy, các cạnh không phân biệt chiều đến và chiều đi thì ta gọi là đồ thị vô hướng. Ví dụ, giả sử chúng ta có một cái tập gồm có bốn phần tử và cái tập này, trên tập này chúng ta muốn biểu diễn cái mối quan hệ của các phần tử với nhau thông qua mối quan hệ là ước số của nhau. Như vậy rằng là mối quan hệ ở đây thể hiện nếu như hai phần tử a và b có quan hệ với nhau nếu a là ước của b như vậy ta có một cái tập r là tập cạnh tập cạnh này bao gồm các cái cạnh ab hay là các cái cung nếu a và b cái bộ ab này là thuộc tập cạnh r hay tập thuộc tập quan hệ r nếu như a là ước của b. Vậy thì ta có thể mô tả một cách vắn tắt như sau: à, trong trường hợp này chúng ta thấy một à, nó là ước của chính nó rồi, đương nhiên. Tiếp theo chúng ta thấy một lại là ước của hai, một là ước của ba, một là ước của bốn. Thế đối với hai thì hai là ước của chính nó, hai là Ước của 4. Đúng với cả phần tử 3 thì chúng ta thấy 3 là ước của 3. Thế còn đối với 4 thì 4 là ước của 4. Và không là ước của phần tử nào khác cả. Thế thông qua cách biểu diễn này chúng ta sẽ mô tả nó bằng mô hình dữ liệu đồ thị như sau. Chúng ta sẽ lập một không gian. Gồm có 4 đỉnh. 1 2 3 4. Thế và chúng ta thấy 1 là ước của 1 cho nên nó sẽ có một cái cung nối từ 1 tới chính nó. Chúng ta nhớ rằng là đây là đồ thị có hướng, bởi vì là a là ước của b thì nó sẽ có cung đi từ từ a đến b. Đấy. Tiếp theo, 1 lại là ước của 2 cho nên chúng ta có cung nối từ 1 đến 2. Tiếp theo, 1 là ước của 3, chúng ta có cung nối từ 1 đến 3. Và 1 là ước của 4, cho nên chúng ta có cung nối từ 1 đến 4. Nhớ rằng là có cung nối từ 1 đến 4 chứ không có cung nối từ 4 đến 1 vì 4 không phải là ước của 1. Đó. Tiếp theo, với đỉnh 2. Với đỉnh 2. Chúng ta có 2 là ước của 2 cho nên có một cái đường cung nối từ 2 đến 2. Và 2 là ước của 4. Cho nên chúng ta có cung nối từ 2 đến 4. Và tương tự như vậy với đỉnh 3, chúng ta thấy 3 là ước của 3, cho nên là có cung nối từ 3 đến 3. Và 3 không là ước của đỉnh nào, cho nên là không tồn tại cung nối từ 3 đến các đỉnh khác. Tương tự như vậy, 4 là ước của chính nó. Nên có cung nối từ 4 đến 4 và nó không là ước của đỉnh nào cả, không là ước của phần tử nào cả, cho nên không có đường nối từ 4 đến các đỉnh khác. Đấy. Như vậy, chúng ta sẽ thu được một cái đồ thị. Ở đây gồm có 4 đỉnh và có 8 cạnh hay là mối quan hệ uh, A trừ B lấy chỉ đối lên bằng 2 tức là khoảng cách hay là hiệu số lấy tuyệt đối giữa hai phần tử có giá trị bằng 2 thì khi biểu diễn bằng một cái đồ thị như vậy chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái đồ thị gồm có 4 đỉnh 1 2 3 4 và giữa 1 và 3 thì được kết nối với nhau bằng một cái cạnh không phân biệt chiều đến và chiều đi bởi vì 1 mà trừ 3 lấy trị tố lên thì cũng bằng 2 3 trừ đi 1 lấy trị tố lên cũng bằng 2 Cho nên ở trong trường hợp này Chúng ta không phân biệt chiều đến và chiều đi Ta gọi đến là cạnh Và 2 thì cách với 4 cũng là 2 đơn vị Cho nên giữa 2 và 4 sẽ được nối với nhau vào mỗi cạnh Không phân biệt chiều đến và chiều đi Bởi vì 2 trừ đi 4 hay là 4 trừ đi 2 Mà khi lấy trị tố lên thì chúng đều có giá trị bằng 2 cả Cho nên không phân biệt chiều đến và chiều đi Và cái đồ thị ứng với cả mối quan hệ thứ hai này nó sẽ là cái đồ thị vô hướng, còn đồ thị thứ nhất là đồ thị có hướng. Thế đối với cả đồ thị thì chúng ta cần nắm một số các cái thuật ngữ hay là một số các khái niệm để làm cơ sở à, cho những cái bài học giờ sau. Ở trong những giờ học giờ sau chúng ta sẽ à, nhắc tới những cái đại lượng, những cái thuật toán, những cái cấu trúc mà có liên quan tới một số thuật ngữ như là đơn đồ thị, đa đồ thị vân vân thì chúng ta cần phải nắm được các khái niệm đó để có thể hiểu được nội dung của các bài kế tiếp sau. Ở đây có một cái khái niệm thứ nhất đó là khái niệm về đơn đồ thị. Thế nào được gọi là đơn đồ thị? Một cái đồ thị G gồm có tập đỉnh V và tập cạnh E được gọi là một đơn đồ thị. Nếu giữa hai đỉnh bất kỳ được đối với nhau bởi không quá một cạnh. Ví dụ, giả sử chúng ta có đồ thị có hướng nhất từ đỉnh 1 chúng ta có đường nối tới chính nó, nối tới 2, tới 4, tới 3 và 2 thì nối tới chính nó và nối tới 4 vân vân. Thế chúng ta thấy rằng là giữa hai đỉnh ở trên cái đồ thị này thì được nối với nhau không quá một cạnh hay là không quá một cung thì đây được gọi là đơn đồ thị. Và nó là đơn đồ thị có hướng. Hai đồ thị thứ hai à, giữa 1 và 3 thì được nối với nhau bằng một cạnh, giữa 2 và 4 thì nối với nhau bằng một cạnh. Thì đây được gọi là đơn đồ thị vô hướng. Đây là khái niệm thứ nhất. Khái niệm thứ hai là đa đồ thị. Đa đồ thị à, được hiểu là một cái đồ thị và giữa hai đỉnh được nối với nhau bởi hai cạnh trở lên. Tức là nếu tồn tại, nếu tồn tại, tất nhiên rằng là không bắt buộc là hai đỉnh bắt buộc phải có hai cạnh, nhưng ít nhất trong đồ thị đó phải có một phải có một cặp đỉnh nào đó được nối với nhau từ hai cạnh trở lên thì đấy được gọi là đa đồ thị. Một khái niệm thứ ba là khái niệm về đồ thị có hướng. thì chúng ta thấy rằng là giữa uh, hai đỉnh mà chúng ta nối với nhau bằng một cạnh và có phân biệt chiều đến và chiều đi thì đấy được gọi là cung và đồ thị có các cung như vậy, các cạnh như vậy thì được gọi là đồ thị có hướng. Thế còn đối với đồ thị vô hướng ấy thì chúng ta thấy nó không phân biệt chiều đến và chiều đi. Nếu như trong trường hợp này chúng ta thấy ví dụ từ đỉnh 1 đến đỉnh 2, từ đỉnh 1 đến đỉnh 3 được nối với nhau bằng một cạnh và chúng ta có thể đi từ 1 đến 3 hoặc từ 3 đến 1 không phân biệt chiều đến và chiều đi. Thì đây được gọi là cạnh và đồ thị tương ứng với nó là đồ thị vô hướng. Thế đối với cạnh chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 3, từ đỉnh 3 đến đỉnh 1 không phân biệt chiều đến và chiều đi. Cho nên là giữa hai cái đỉnh này, giữa chúng ta thay cái cạnh tương ứng với nó bằng hai cái cung. Một cái cung đi ra và một cung đi vào. Lúc đó chúng ta thấy một đồ thị vô hướng hoàn toàn có thể thay thế bằng một cái đồ thị có hướng. Khái niệm thứ tư là khái niệm về giả đồ thị. Một đồ thị được gọi là giả đồ thị. Nếu trong đồ thị đó tồn tại một cạnh, tồn tại ít nhất một cạnh, Nối một đỉnh với chính nó Và đồ thị như vậy Thì được gọi là giả đồ thị Tức là tồn tại một đỉnh Ít nhất là phải có một đỉnh Có một cạnh hay là một cung Nối từ nó tới chính nó Thì ví dụ như này Giả sử chúng ta có cái đồ thị có hướng thứ nhất Chúng ta có một cái cung nối từ một đến một Thì cái đồ thị này được gọi là giả đồ thị Tất nhiên không bắt buộc tất cả các đỉnh phải có cung Nhưng chỉ cần Nhưng bắt buộc phải có ít nhất một, một đỉnh Là có cung hay là có cạnh nối từ nó tới chính nó và cái cạnh hay là cái cung mà nối từ nó tới chính nó thì người ta gọi đấy là khuyên. Thế trên đây là một số các cái thuật ngữ cơ bản. Thế ngoài ra thì chúng ta còn có một số cái khái niệm về cái mối quan hệ giữa các đỉnh hay là giữa các cạnh với nhau. Cái khái niệm tiếp theo đó là khái niệm về hai đỉnh được gọi là kề nhau. Tôi giả sử hai đỉnh u và v trong đồ thị g được gọi là kề nhau nếu như trong đồ thị đó có cạnh nối từ u sang v thì hai đỉnh u và v đó được gọi là kề nhau và cái cạnh mà nối từ đỉnh u đến đỉnh v người ta gọi đấy là cạnh liên thuộc với đỉnh u và đỉnh v đấy là khái niệm tiếp theo khái niệm thứ năm khái niệm thứ sáu là khái niệm về của đỉnh. Bậc của đỉnh trong đồ thị vô hướng là số cạnh liên thuộc với đỉnh nó. Và ta ký hiệu là Z của V. Cái từ này là từ viết tắt của đi của đi. Ví dụ như này, giả sử chúng ta có đỉnh A, thì bậc của đỉnh A là bao nhiêu? Chúng ta thấy với đỉnh A có cạnh nối từ A sang B, cạnh nối từ A sang D, cạnh nối từ A sang C. Cho nên chúng ta sẽ có ba cạnh liên thuộc với đỉnh A và bậc của đỉnh A lúc này sẽ có giá trị bằng 3. Tiếp theo, Khái niệm thứ 7 là đỉnh treo. Nếu một đỉnh có bậc bằng 1 thì đỉnh đó được gọi là đỉnh treo. Ví dụ, giả sử chúng ta trong tổ thị này chúng ta có đỉnh G. Đỉnh G có một cạnh duy nhất nối với F thì bậc của nó bằng 1 và đỉnh này được gọi là đỉnh treo. Thế và cái đỉnh Tiếp theo là đỉnh cô lập. Thế nào được gọi là đỉnh cô lập? Đỉnh cô lập là cái đỉnh mà có bậc bằng không. Ví dụ như này, chúng ta có đỉnh H trong đồ thị này chúng ta có đỉnh H. Đỉnh này không nối với cử một cái đỉnh bất cứ một cái đỉnh nào cả. Và bậc của nó bằng không. Khái niệm tiếp theo là khái niệm về đồ thị rỗng. Một cái đồ thị rỗng là một cái đồ thị mà tất cả các đỉnh trong đó đều là đỉnh cô lập. Thì đỉnh thì đồ thị đó được gọi là đồ thị rỗng. Như vậy rằng là cái đồ thị rỗng khi không đơn thuần nó chỉ là à, đập đỉnh mà số đỉnh bằng không hay là không có đỉnh nào không có cạnh nào mà trong trường hợp nó có rất nhiều đỉnh nhưng không có cạnh nào cả thì đấy cũng được gọi là đồ thị rộng và chúng ta lưu ý rằng này là với mỗi một cái đỉnh ý, mà đỉnh đó có khuyên thì khi có khuyên ý, thì bậc của đỉnh đó phải được cộng thêm hai đơn vị ví dụ giả sử chúng ta có đỉnh e đỉnh này là đỉnh có khuyên và cái đồ thị này là gọi là giả đồ thị này Đấy, thế đỉnh E này thì có bậc là mấy? Chúng ta nhìn đây. À, đỉnh E nối với D, E nối với S và E có một khuyên đối với chính nó. Thì chúng ta thấy bậc của nó sẽ là bằng 4. Bậc của nó bằng 4. Vì nó có khuyên cho nên nó sẽ cộng thêm hai đơn vị vào đó. Một khái niệm nữa, nó khái niệm là đỉnh kề. Một đỉnh được gọi là đỉnh kề với một đỉnh khác Giả sử rằng là nếu ta có một cạnh E là cạnh nối từ U đến V là một cung của đồ thị có hướng thì V được gọi là đỉnh kè của U. U là đỉnh đầu, V là đỉnh cuối. Ví dụ, giả sử chúng ta có một cái đồ thị có cung 1, 2 ở đây. Thì đỉnh 2 này là đỉnh đi vào của cung 1, 2. Và đỉnh 1 là đỉnh đi ra. Thế thì khi đó, đỉnh 2 sẽ được gọi là đỉnh kề của đỉnh 1. Chúng ta lưu ý, 1 không phải là kề với 2, mà chỉ có 2 là kề với 1 mà thôi. Thế còn, à, một cái niệm nữa, đó là khái niệm về bán bậc ra và bán bậc vào. Ở trong khái niệm bậc của đỉnh, chúng ta cũng đã biết rằng là số cung hay số cạnh liên thuộc với một đỉnh, thì đấy chính là, bậc của đỉnh đối đồ thị vô hướng à, đồ thị vô hướng thì bậc của đỉnh chính là số cạnh liên thuộc với nó thế còn là đối với cả đồ thị có hướng thì chúng ta còn có khái niệm đó là bán bậc ra và bán bậc vào bán bậc ra của một cái đỉnh trong đồ thị có hướng nó chính là số cung đi ra của đồ thị đó ví dụ giả sử chúng ta có một cái đỉnh một thì bán bậc ra của đỉnh này là mấy chúng ta thấy rằng là số cung đi ra Khỏi đỉnh 1 có ba cung, cung 12, cung 14, cung 13 nên bán bậc ra của nó bằng 3. Hay như là đối với cả đỉnh 2 thì bán bậc ra của 2 là mấy? Chúng ta thấy cung đi ra khỏi đỉnh 2 thì có cung 2 24 và cung 25 cho nên bán bậc ra của 2 bằng 2. Khái niệm tiếp theo đối với đồ thị có hướng là khái niệm về bán bậc vào. Bán bậc vào của một đỉnh trong đồ thị có hướng là số cung đi vào của đỉnh đó. Ví dụ với đỉnh 2, chúng ta thấy có hai cung đi vào đỉnh 2, đó là cung 1 2 và cung 3 2. Cho nên bán bậc vào của đỉnh 2 là 2. Hay đi ở đỉnh 5, chúng ta thấy số cung đi vào của đỉnh 5 thì có cung 2 5 và cung 4 2, à cung 4 5. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ có bán bậc vào của 5 là 2. Và bán bậc ra của 5 là mấy? Chúng ta thấy có một cung đi ra khỏi 5 thôi, đó là cung 5 6. Cho nên là bán bậc ra của 5 là bằng bằng 1. Thế còn uh, trong trường hợp mà nếu mà đỉnh có khuyên thì uh, sẽ được tính một đơn vị chấm bán bậc ra và một đơn vị chấm bán bậc vào. Ví dụ, giả sử chúng ta thấy rằng là chúng ta có cái đỉnh 6 ở đây. Đỉnh 6 có một khuyên. Thế và bán bậc ra của 6 lúc này sẽ được cộng thêm một đơn vị là chính là bằng 1. Thế còn uh, bán bậc 6 của vào, bán bậc uh, bán bậc vào của 6. Bán bậc vào của 6 lúc này chúng ta thấy rằng là có một cung đi vào là cung 56 này và có một cung từ nó tới chính nó cho nên bán bậc vào của 6 lúc này chính là bằng 2 đấy là một số các cái thuật ngữ các khái niệm tiếp theo là khái niệm về đường đi và chu trình à, khái niệm thứ nhất đó là đường đi à, ta giả sử rằng là chúng ta có một cái đồ thị g gồm có tập đỉnh v và tập cạnh e một đường đi từ s tới t có độ dài là n là một cái dãy liên tiếp các cái đỉnh từ v0 đến vn mà xuất phát của nó là đỉnh v0 và kết thúc là vn. Và với mỗi một cái cạnh từ đỉnh thứ y 1 đến đỉnh thứ y mà thuộc cái đường đi này thì đều là thuộc các thuộc tập cạnh của đồ thị đó. Ví dụ này, giả sử như là chúng ta có một cái đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 6, chúng ta đi như sau. Chúng ta đi từ 1 đến 2, từ 2 đến 5, rồi từ 5 đến 6 đây cũng là một cái đường đi của đồ thị Đấy, như vậy là đường đi của đồ thị là một tập hợp các cái đỉnh đấy, liên tiếp với nhau và đỉnh để kết thúc đỉnh đầu tiên là một cái đỉnh V0 đỉnh kết thúc là đỉnh VN thế thì giữa hai cái đỉnh kế tiếp ý, thì bao giờ cũng tồn tại một cái cạnh và cạnh đó thuộc tập cạnh của đồ thị nếu như đấy là tổ thị vô hướng còn đối đồ thị có hướng thì giữa hai đỉnh liên tiếp thì bao giờ cũng tồn tại cái cung nằm trong cái tập cung của đồ thị một khái niệm nữa đó là khái niệm về độ dài đường đi thế nào được gọi là độ dài của đường đi nếu trong đồ thị mà có trọng số tức là mỗi một cạnh hay là mỗi một cung ta gán cho nó một cái trọng số một cái con số để thể hiện một cái giá trị nào đó trên cái cái cung hay cái cạnh thể hiện cái mối liên hệ giữa hai đối tượng với nhau. Thì đấy được gọi là trọng số. Và độ dài của đường đi sẽ là tổng trọng số của các cạnh thuộc cái đường đi đó. Ví dụ như này. Giả sử như là chúng ta có một cái đường đi từ V1 đến V5. À chúng ta sẽ đi từ V1 đến V3, V3 đến V5. Thế thì cái độ dài của đường đi từ V1 đến V5 này nó sẽ bằng tổng trọng số của hai cung V1V3 và V3 đến V5. Đây chúng ta sẽ có là bảng về 71. Đây là khái niệm đường đi. Và khái niệm tiếp theo là đường đi đơn. Đường đi đơn là cái đường đi mà các đỉnh chỉ có xuất hiện một lần trên cái đường đi đó thì đấy là gọi là đường đi đơn. Tất nhiên là trừ đỉnh đầu và đỉnh cuối. Bởi vì là nếu mà đường đi đó là một cái chu trình thì đương nhiên là đỉnh đầu và đỉnh cuối là một thì đấy được gọi là chu trình đơn. Chu trình là gì ạ? Chu trình nó chính là một cái đường đi khép kín mà có đỉnh đầu và đỉnh cuối là trùng nhau thì đấy được gọi là chu trình. À một cái khái niệm nữa đó là tính liên thông của đồ thị. Một đồ thị được gọi là liên thông với nhau nếu như giữa hai đỉnh bất kỳ bao giờ cũng tồn tại cái đường đi trên đó. Ví dụ như này, đồ thị V1 V2 đồ thị thể hiện bởi hình 2 đây. À, gồm có 3 đỉnh V1 V2 V3 thì đây là một cái đồ thị liên thông vì giữa hai đỉnh bất kỳ bao giờ cũng tồn tại cái đường đi trên đó. Thế nhưng mà cái đồ thị hình 1 này, thì không phải đồ thị liên thông bởi vì chúng ta không có đường đi từ 1 đến 2. Thế với đồ thị hình 1 thể hiện hình 1 này thì nó làm cái đồ thị không liên thông và nó có các cái thành phần liên thông. Ở đây đồ hình 1 này chúng ta thấy có hai cái thành phần liên thông. Thành phần liên thông là gì? thành phần liên thông có nghĩa rằng là giữa hai thành phần liên thông với nhau thì bao giờ giữa hai đỉnh bất kỳ có hai thành phần khác nhau thì không bao giờ tồn tại đường đi trên đó thế còn một thành phần liên thông ấy, thành phần liên thông là bất kỳ hai đỉnh nào thuộc cái thành phần liên thông đó thì bao giờ cũng tồn, tì, tồn tại đường đi trên đó thế như vậy ở hình một này chúng ta thấy rằng là chúng ta có hai cái thành phần liên thông thành phần liên thông thứ nhất là gồm có đỉnh một ba thành phần liên thông thứ hai là đỉnh 24 bốn thế và trong trường hợp mà đồ thị có nhiều cái thành phần liên thông này thì người ta gọi đến là rừng một khái niệm nữa đó là khái niệm về liên thông mạnh À, đối với cả đồ thị có hướng khái niệm liên thông mạnh thì bao giờ ngắn đồ thị có hướng một cái đồ thị có hướng mà được gọi là liên thông mạnh nếu như giữa hai đỉnh bất kỳ bao giờ cũng tồn tại đường đi giữa hai đỉnh đó với nhau điều đó có nghĩa rằng là ta có đường đi từ đỉnh u đến đỉnh v thì cũng có đường đi từ v đến u đấy là được là liên thông mạnh thế khái niệm thứ hai đó là khái niệm liên thông yếu liên thông yếu có cái gì có nghĩa rằng là à, đó là đồ thị không liên thông mạnh nhưng cái đồ thị vô hướng tương ứng với nó hay đồ thị phương hướng làm nền cho nó là đồ thị liên thông thế ví dụ như này giả sử như là cái đồ thị uh, bà thể hiện bởi hình uh, hình 4 à, chúng ta thấy rằng là ở uh, đây là một cái đồ thị liên thông mạnh bởi vì từ U1 tôi có thể đi đến U2 hoặc U2 tôi hoàn toàn có thể đi đến U1 bằng cách là U2 đến U3, U3 đến U1 đây là đồ thị liên thông mạnh không phải liên thông yếu hay như là cái đồ thị thể hiện bởi hình 3 là đồ thị liên thông liên thông yếu. Bởi vì là tôi hoàn toàn có thể đi từ 1 qua 2 đến 5 đến 6 được, từ 1 tôi đi đến 6. Đấy. Nhưng từ 6 thì tôi lại không thể đi đến 1 được. Nhưng mà cái đồ thị vô hướng từ với nó, làm nền như nó thì lại là đồ thị liên thông. Đấy. Bởi vì từ 1 nếu là thay các khung bằng các cạnh thì chúng ta thấy từ 1 tôi đến 6 được và 6 tôi cũng đến 1 được. Một khái niệm nữa là đồ thị liên thông một chiều. Tức là một cái đồ thị có hướng ấy, được gọi là liên thông một chiều nếu với hai đỉnh bất kỳ u và v đều có đường đi từ u đến v hoặc là đường đi từ v đến u. Thì đấy gọi là liên thông một chiều. Thế và trên cơ sở các khái niệm này thì đối với cả lý thuyết đồ thị thì chúng ta có một số các cái khái niệm thể hiện các cái mối quan hệ giữa các đỉnh và các cái cạnh và các cái thành phần thành phần liên thông với nhau để đây là cái cơ sở lý thuyết để sau này chúng ta lên à, xây dựng những cái giải thuật để giải quyết các cái bài toán về tìm đường đi cũng như là xây dựng những cái lời giải cho các bài toán thực tế. Trong đó có định lý thứ nhất là định lý thể hiện cái mối quan hệ giữa các đỉnh, các cạnh và các thành phần liên thông với nhau. Thế còn định lý thứ hai ý, thì nó thể hiện các cái mối quan hệ về các cạnh và bậc của đỉnh. Và định lý thứ ba đã định, định ý thể hiện cái uh, tính uh, tính chất của cái một cái đồ thị vô hướng có số đỉnh bậc lẻ luôn luôn là một cái số chẵn. Thế đây là ba cái định ý cơ bản để sau này chúng ta sử dụng nó trong các việc mà thiết kế các cái giải thuật xử lý các bài toán trên hình dữ liệu đồ thị. Thế về cơ bản thì uh, dọc ngày hôm nay chúng ta cần nắm được uh, 6 cái nội dung cơ bản như sau. Thứ nhất là khái niệm thế nào là đồ thị và một số khái niệm trên đồ thị vô hướng và đồ thị có hướng rồi các khái niệm về đường đi và chu trình rồi khái niệm về tính liên thông của đồ thị vô hướng và đồ thị có hướng thế và một số các cái mối quan hệ giữa số đỉnh số cạnh và số thành phần liên thông thể hiện ở trên một số các định ý cơ bản thế trên đây là một số các cái khái niệm mà chúng ta cần nắm được trong cái giờ học ngày hôm nay cái giờ học hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây À, trong giờ sau chúng ta sẽ đi vào các cái phương pháp biểu diễn đồ thị dọc à, ngày hôm nay chúng ta kết thúc chào các em hẹn gặp lại các em trong các giờ lần sau